Câu 42 đề minh họa 2022. Let's go. Ok, chúng ta đầu tiên là đây là khối chóp đề rồi. Khối chóp đề nghĩa là sao? Nó sẽ vuông góc cạnh tâm này. Và có đáy sẽ là hình vuông, được chưa? Mà chúng ta lại có AC 4A chấm S là 2A luôn, được chưa? Mà đây là hình vuông, chúng ta ở đây cũng vuông rồi, đúng không? Đấy. Thế chúng ta sẽ có là AB bình. Đấy, nó sẽ bằng là IA bình cộng IB bình, đúng không? Pythagore. Đấy, nó sẽ bằng là 4AB cộng 4AB sẽ bằng 8AB. Đấy, CAB sẽ bằng là 2 căn 2A. Đấy, đây là một cạnh hình vuông là 2 căn 2A. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta phân tích cái dữ kiện quan trọng nhất đây này. Là SAB vuông góc với cạnh SCD. Các bạn tưởng tượng nó sẽ cái hình ảnh như này, đúng không? Đấy, vuông góc này, đúng không? Đấy, hai cái máy vuông góc nhau. Thì có nghĩa là gì? Các bạn tưởng tượng này. Đấy, nó sẽ có hai cái đường này. Đây là M. Đây là N. Đấy. Có nghĩa là vuông ở đây. Đấy, có nghĩa là gì? SM sẽ vuông góc với cạnh SN. Đấy. Thì có nghĩa là góc này vuông này. Các bạn vuông thì có phải cái góc này không 45 độ đúng không? Không có nửa mà. Có nghĩa là góc ISN bằng 45 độ đúng không? Đấy, nó góc ở giữa này. Được chưa? Mà bây giờ mình đã biết là một cạnh của hình vuông này, nó sẽ là 2 căn 2 A vừa tính xong này, cạnh vuông mà. Thì có phải là cái cạnh này IN này nó sẽ bằng một nửa, nó sẽ là căn 2A đúng không? Đấy, mà chúng ta biết là cái tam giác SIN này, SIN này có cái thằng này là căn 2A này. Cái thằng này mình vừa bảo là 45 độ. Đấy không? Đấy. Mà cái thằng này mình biết SIN có góc đáy mà. Thế chứng tỏ thằng này 45 độ này. Thì chứng tỏ là gì? Thằng này bằng nhau. Đúng chưa? Nó có cân mà, cũng cân luôn, thì thằng này căn 2A. Được chưa? Mà khi đây là căn 2A thì bài xong rồi, V của mình sẽ bằng là gì? 1/3 nhân SI nhân cái gì? AB bình, vì đây vuông mà, nghĩa là 1/3 nhân căn 2A nhân 2 căn 2A tức là bình sẽ bằng là 8 căn 2A mũ 3/3.